trận chung kết qua miền di sản năm 2022 gọi tên người chiến thắng là bạn Nguyễn Thanh Tùng đến từ trường trung học phổ thông Ninh Châu. Ninh Châu vô địch! Ninh Châu vô địch! Ninh Châu vô địch! Với mong muốn tạo ra một sân chơi trí tuệ hấp dẫn dành riêng cho lứa tuổi trung học phổ thông, năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phối hợp tổ chức thành công sân chơi qua miền di sản. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh. Năm 2024, qua miền di sản sẽ trở lại, hứa hẹn tiếp tục là sân chơi trí tuệ giúp các em học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về lịch sử, văn hóa, du lịch của quê hương di sản Quảng Bình. 24 thí sinh đến từ 17 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh sẽ tham gia 6 trận vòng loại để chọn ra 8 thí sinh tham gia 2 trận bán kết. 4 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 2 trận bán kết sẽ tham dự trận chung kết năm. Các trận vòng loại của chương trình sẽ lên sóng QBTV vào lúc 21:10 bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2024. Sau khi nhận được công văn giới thiệu của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, thì ban lãnh đạo nhà trường cũng đã lựa chọn các em học sinh có đủ điều kiện và niềm đam mê để tham gia cái sân chơi này. Và nhà trường cũng đã cử giáo viên thành lập các cái tổ bồi dưỡng ở tất cả các bộ môn, cung cấp cho các em về tư liệu cũng như là rèn luyện các cái kỹ năng, đặc biệt là cái khả năng tự tin trước đám đông để các em có thể tham gia tốt cho kỳ thi này. Đến thời điểm này, các thí sinh đang gấp rút ôn luyện, chuẩn bị tâm thế để tham gia vào các trận vòng loại đầu tiên. Sở trường của em là các lĩnh vực về môn học tự nhiên, em thường xuyên tìm hiểu và giải thích các hiện tượng vật lý và làm những bài toán khó. Ngoài ra thì em còn tích lũy thông tin từ những cái tập san báo chí, những cái trang mạng thông tin như là Wikipedia hoặc là YouTube. Em còn tích lũy từ những cái môn học ở trên trường như là môn giáo dục địa phương. Cũng cảm thấy có là đôi chút hồi hộp, thì đó em cũng cảm thấy khá là vui và cũng trông mong về trận đấu sắp tới. Nền tảng kiến thức vững chắc cùng với sự bình tĩnh, tự tin, đó sẽ là những điều kiện cần thiết giúp các thí sinh đạt thành tích cao tại sân chơi qua miền di sản 2024. Em đã sẵn sàng tham gia cuộc thi qua miền di sản. Em đã sẵn sàng. Em đã sẵn sàng. Nhà em đã sẵn sàng đã. Với tâm thế hiện tại, em đã sẵn sàng.